Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review siêu phẩm trận chiến giữa Son Goku và Saitama để xem ai mới là main mạnh nhất vũ trụ anime nhé các fan. Câu chuyện mở ra khi Goku sử dụng 7 viên ngọc rồng để triệu hồi rồng thần trái đất do thanh niên đã quá chán khi luyện tập một mình. Cộng thêm Vegeta không muốn đấm nhau với Goku nữa, nên cậu muốn rồng thần tìm cho mình một đối thủ thật mạnh để có thể quyết đấu. Đầu dây bên này, Saitama nhận được cuộc gọi từ tổ chức anh hùng. Họ phát hiện rồng thần trái đất được một kẻ nào đó triệu hồi, cho nên họ giao nhiệm vụ cho Sai Hói đi tới đó, kiểm tra xem kẻ này có gây nguy hiểm tới trái đất hay không. Sai nhảy véo cái tới nơi, anh nghi vấn tên này có phải quái vật cấp thần hay không. Ông cháu Goku thì tưởng đây là nhân vật mà rồng thần ban tặng. Goku cảm nhận được luồng sức mạnh vô hạn từ tên Hói, cậu phấn khích tột độ. Goku hóa trạng thái siêu Saiyan cấp 1, Saitama bắn tốc độ siêu thanh. Anh tung một cú đấm thường khiến vô nát luôn cái áo. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được cú đấm kinh khủng như vậy. Goku đấm vào mỏ Sai Hói, sau đó cậu trưởng tạo ra một vụ nổ lớn. Cú đấm này có vẻ như hơi gãy ngứa. Ôi bạn ơi, Sai đấm Goku bay 500m, cậu tung Ma Senko tấn công Sai Hói. Ông cháu bay tới đấm vào mỏ cậu bay dính đất, không thể ăn nổi ở hình dạng cấp 1. Goku hóa lên trạng thái Super Saiyan Blue. Sai mới tung có vài chiêu mà đã phải biến lên hình thái này. Quả thật anh Hói nhà ta quá mạnh đi. Goku dịch chuyển tới suốt Saitama. Tốc độ của cậu tăng vọt đánh bay Sai dính núi. Sức mạnh tăng lên vài nghìn lần khiến anh Hói ăn no đòn. Sau trận chiến với Bozot, đây là lần đầu cơ thể của Sai hào hứng như vậy. Anh đấm cà rốt 1000m, rồi bay tới cho thêm một đấm nữa gào mỏ. Goku trưởng Kamehameha, Sai dùng một đấm bay đòn này, hai người lao vào chiến với nhau cân tài cân sức, cú đấm khủng tới nỗi xé toác mặt biển. Trạng thái siêu Saiyan Blue thậm chí không khiến Sai Hói nhận một vết xước. Goku gồng cơ đích thích cơ mông, sử dụng Kaioken gấp 20 lần sức mạnh. Đang chiến thì đột nhiên Sai Hói nhận được cuộc gọi của thằng đệ. Zenos nói hôm nay là ngày đại hạ giá ở siêu thị, thầy không về là tuần này hóc cơm trắng đó. Không muốn chờ đợi, Goku dịch chuyển tới sút Sai Hói như con đẻ. Anh tung cú đấm lủng mặt nhưng thanh niên vẫn kịp chào thằng đệ. Cuộc chiến của hai kẻ mạnh nhất lại tiếp tục. Sức mạnh và tốc độ của cả hai đã đạt tới level max. Luồng sóng xung kích từ trận đấu như muốn phá hủy mọi thứ. Goku đánh bay Sai xuống đất, một phá đọ đấm đã đủ hủy diệt cả hành tinh này. Goku tung tất sát Kamehameha để kết thúc cuộc chiến. Mà thế quái nào, ông cháu Saitama chỉ mất mỗi miếng áo choàng. Goku ngạc nhiên về thứ sức mạnh trong người của Sai Hói. Đã đến lúc bật mót liên tục. Sai dịch chuyển tới tung liên hoàn đấm thường tấn công Goku trong nháy mắt. Cà rốt dường như đã mất ý thức, cậu trở lại trạng thái thường. Trận chiến đã kết thúc chóng vánh thế này sao? Son Goku đã thua Saitama. Cậu cố gắng ngượng dậy, đây vẫn chưa phải hồi kết. Sai Hói quay lại tương cho cà rốt thêm phát nữa, nhưng cậu vẫn lì đòn đứng dậy. Đòn đánh của Sai bị chặn lại. Đôi mắt này cộng thêm luồng hào quang sắc trắng, đó chính là bản năng vô cực. Goku né đòn tấn công của Sai, rồi tung vô số cú đấm. Sai đấm chạy hướng đòn Kame. Tốc độ của cà rốt đã đạt tới cực hạn, vượt xa Saitama. Anh bắn một đòn khi đánh bay Hói, rồi sau đó rút Sai bay dính đất. Quần áo anh đã không còn nguyên vẹn. Goku dịch chuyển ra sau, cậu có thể né cú đấm của Sai Hói dễ dàng. Goku sử dụng tốc độ siêu cấp VIP Bro bón hành cho Saitama. Anh không thể nhìn thấy đòn tấn công của cà rốt. Đến lúc này Sai mới nhận ra mình đã tìm được kẻ có thể chiến với mình 500 hiệp. Anh sẽ bung toàn bộ sức mạnh để xem giới hạn của mình đến đâu. Sai húc đầu Goku, anh đánh bay cà rốt 50m. Cú đấm của Sai còn gây ra một vụ nổ nhỏ vì nguồn năng lượng bộc phát. Ông cháu đánh rắm bay lên vũ trụ chiến với Goku. Hai người cân tài cân sức, không ai chịu lép vế. Sức mạnh của cả hai đã đạt tới cực hạn. Từng cú đấm tung ra tạo luồng sóng xung kích dung chuyển hệ mặt trời. Goku sút Sai Hói tưởng gãy cổ, anh trả lại cú đấm mạnh gấp 1000 lần, đánh bay cà rốt, phá nát cả một hành tinh. Trận chiến long trời lở vũ trụ. Sức mạnh của Sai không còn lép vế với bản năng vô cực. Vegeta cảm nhận một thứ khi khủng khiếp, hai nắm đấm chạm nhau nát cả thực tại. Siêu anh hùng cấp S Blast cũng rén khi nhìn thấy. Saitama dùng siêu tốc độ tạo một con lốc khổng lồ, sau đó tung liên hoàn đấm tẩn Goku. Pha này nhìn có quen không chứ? Ông cháu Goku ăn trọn đòn đấm nghiêm túc của Saitama. Trong thời khắc cận kề thất bại, cà rốt nhờ lại lời của các sư phụ đã từng huấn luyện cho cậu. Sức mạnh tinh thần cộng ao ra nhân vật chính đã khiến Goku thức tỉnh bản năng vô cực hoàn thiện. Cậu dịch chuyển áp sát Saitama, tung liên hoàn đấm rồi sau đó đá Sai Hói bay 500m. Cà rốt tung Kamehameha tất sát. Saitama sử dụng cú đấm nghiêm túc đối chiến. Cậu thật không tin nổi khi một người trần mắt thịt anh Hói có thể chống lại sức mạnh thần thánh này. Cà rốt bung toàn bộ sức mạnh bắn trường xuyên qua cơ thể Sai Hói. Cái kết anh vẫn còn sống nhăn răng, chỉ hơi chề chật một tẹo. Goku bay tới dùng cú đấm thần long tấn công Saitama. Đây là đòn tất sát hạ biết bao nhiêu đối thủ. Đánh bay Sai Hói xuống mặt đất, cậu cuối cùng đã đánh bại Sai Hói. Cà rốt cũng chẳng còn sức mạnh mà đứng dậy nữa. Khi Jilin xuất hiện cho Goku ăn đậu thần, Saitama cũng được cứu kịp lúc. Cả Goku và Sai Hói đều phấn khích với trận đấu vừa rồi. Sai đã lâu lắm rồi mới gặp được đối thủ mạnh như vậy. Đang nói chuyện thì đột nhiên thần vũ trụ liên lạc với Goku. Ông nói trận chiến của cả hai đã vô tình tạo ra các chiều không gian tối, bên trong đó có nhiều nguồn năng lượng hắc ám. Ông cần Sai và Ku đi tìm hiểu về chúng.
Cà Rốt cùng Sai Hói dịch chuyển tới Nam Cực. Tại đây Vegeta đã có mặt, ba người chuẩn bị phải đối mặt với một thế lực mới còn nguy hiểm hơn những thứ họ đã từng chạm trán. Trận chiến giữa Saitama và Goku tới đây là hết rồi. Thật buồn cho anh em Saitama vì đã thất bại trước Gomu, nhưng sức mạnh của cả hai ông cháu này không chênh nhau là mấy. Chuyển cảnh qua một vũ trụ khác, trận chiến của Sai và Ku đã vô tình nhân bản hàng loạt các đa vũ trụ song song. Tại một vũ trụ nào đó, Saitama và Goku đang chuẩn bị đối đầu nhau. Không lòng vòng, Sai Hói lao tới đấm Goku, may mắn cậu né được. Cà Rốt tung Kamehameha bị Sai vẩy tay cái bay. Anh tung đấm giữa mặt Goku khiến thằng nhỏ bay 500m. Hói bất ngờ khi có kẻ chịu được một đấm nghiêm túc của mình. Goku hóa dạng siêu Saiyan cấp 1 rồi hai người lao vào chiến nhau. Cái kết vẫn bị Sai Hói đấm lủng bụng. Cậu hóa lên cấp 2 bay tới đấm vào mỏ anh Hói. Sức mạnh tốc độ được bắp 50 lần khiến Sai không kịp trở chân. Anh bị tương lõm cái mặt cắm vào núi đá. Sau đó bị Goku chưởng thêm phát nữa. Cuộc chiến diễn ra khốc liệt, nhưng quả đồ họa này nhìn ỉa chảy quá. Sai Hói sử dụng thiết đầu công khiến Goku tí thì ngùm củ tỏi. Cậu gồng cơ đích thích cơ mông hóa lên trạng thái Super Saiyan 3. Cà Rốt bắn đòn tất sát Kamehameha. Sai Hói nhảy lên đấm nghiêm túc khiến nó bật ngược trở lại. Goku đành biến đổi thành hình thái Super Saiyan Blue. Nhìn thấy thằng Ku cứ thay đổi màu tóc liên tục, lòng anh Hói quặn đau. Sai tức giận lao tới tấn công Goku nhưng có vẻ trông như mũi đốt. Cà Rốt đánh anh bay 500m. Cậu sử dụng Genki Dama siêu cấp vũ trụ khiến Sai Hói ăn trọn đòn đó. Cái kết là anh chả sao cả. Sai bay tới sút vào mỏ Goku. Hai người ăn miếng trả miếng, sức mạnh tương đương nhau. Saitama sức mạnh vô hạn, chỉ cần Goku tiến tới hình thái nào thì anh cũng sẽ mạnh hơn nữa. Sai Hói dùng thiết đầu công hút Goku, cậu đánh bay anh dính đất. Lần đầu tiên mới gặp đối thủ mạnh mẽ như này, cuộc chiến kinh khủng bố vẫn túc tiệp diễn ra. Sai càng chiến càng khỏe, anh đánh Goku dính đất, rồi sau đó tung đấm khiến ông cháu Goku chịu không nổi. Cà Rốt sử dụng Kaioken gấp 20 lần sức mạnh, thế trận đổi chiều, ông cháu bị Goku giã cho như con đẻ. Đột nhiên Saitama nhận ra điều gì đó, một thứ anh đã kìm hãm bấy lâu nay trong trí óc. Mặc dù bị tẩn, nhưng anh vẫn còn tỉnh táo để biết rằng ngày mai là ngày đại hạ giá ở siêu thị. Anh bị sút bay 69m, đã đến lúc để kết thúc cuộc chiến này. Định tung liên hoàn đấm nghiêm túc thì đột nhiên Sai bị Vegeta sút vô mặt. Zenos cũng xuất hiện tại đây, anh nói sẽ cùng Sai Hói chiến với hai thằng cha kia. Dứt lời anh lao lên với tốc độ bàn thờ, cái kết bị Vegeta đánh bét cái dính tường. Quá là hỏi chấm luôn, sự khinh bỉ của anh rau khiến Sai Hói rất tức giận. Vegeta lao tới tấn công Sai, nhưng đã không ăn được còn bị đấm thêm. Thằng đầu Hói chết tiệt này, rau bắn vô số các đòn ki vào anh Hói nhưng chẳng nhầm nhò gì cả. Vegeta gồng cơ đít tung Final Flash, Hói đấm nhẹ cái khiến đòn tấn công quay ngược. Goku nói rằng cần hợp thể mới ăn được Hói. Chưa nói hết câu thì rau bị đấm 500m. Đột nhiên có một luồng ki hắc ám xuất hiện từ trong hố đen. Black Goku tái xuất, trận chiến giữa Sai Hói và Cà Rốt sẽ tạm hoãn vì có một kẻ thù nguy hiểm hơn đang đe dọa trước mắt. Bộ phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Bye bye. マジステージ。 尻尾だ。 こいつにも尻尾がある。